Thưa quý vị, vũ trường, quán bar vốn là loại hình dịch vụ giải trí lành mạnh có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng hiện nay, loại hình này đã biến tướng, nó tệ hại đến nỗi trong con mắt của nhiều người thì dân đi bar, vũ trường là những người không đàng hoàng. Mặc dù lực lượng chức năng đã triệt xóa hàng loạt tụ điểm ăn chơi, thác loạn trá hình, nhưng đâu cũng vào đấy, tựa ném đá ao bèo, chẳng thấy gì thay đổi. Đáng chú ý, đa số các dân bay lắc đều là những cô chiêu, cậu ấm, sẵn sàng bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua vui chỉ trong vài giờ. Tiêu điểm trong tay sáng nay sẽ cận cảnh những thiên đường đầy tệ nạn này. Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2018, Công an thành phố Cần Thơ bất ngờ bắt quả tang quán bar No 1, vũ trường V18 cũ, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Phát hiện có gần 300 cậu ấm cô chiêu đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ vui chơi, tổ chức sinh nhật chào đón năm mới. Cảnh sát đã phát hiện và thu giữ 13 viên ma túy tổng hợp, một bịch ketamin, một bịch thuốc lắc nghiền nát, 18 bình hút si sa. Cách đó không lâu, Công an thành phố Vĩnh Long đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke 6722 trên đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, phát hiện gần 100 nam thanh nữ tú đang sử dụng trái phép chất ma túy. Hay Con Club, một chốn ăn chơi khác cũng hoạt động trá hình có quy mô lớn nhất nhì Sài Gòn. Nơi đây từng được các dân chơi kháo nhau là thiên đường bay đêm. Quán bar, vũ trường là nơi cho những cậu ấm cô chiêu dung tiền vào đây để mua vui. Lắc điên cuồng, mơ màng thả hồn vào khói thuốc, hay nhảy điên loạn trong tiếng nhạc sắp sinh. Ngoài một bộ phận giới trẻ mê mệt với những cảm giác bay lượn trong tiếng nhạc nên hàng đêm kéo nhau đến các vũ trường, thì nhiều tay chơi đại gia ưa chuộng những buổi vui chơi thác loạn tại các phòng karaoke trá hình. Chỉ cần có một niềm vui nho nhỏ hay một sự kiện nào đó như một sinh nhật, mua phương tiện mới cũng đủ để các dân chơi quẩy tưng bừng đến sáng. Chỉ để được thỏa mãn niềm vui cùng bạn bè, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cho vài giờ vui chơi thác loạn. Thường thì trong những cuộc vui đó, các loại rượu mạnh và chân dài là chất dẫn chính. Nhưng khi muốn tới bến thì họ bắt đầu bập vào ma túy, cho cuộc bay lắc thêm phần phấn khích. Không chỉ là các cuộc vui trong quán bar, vũ trường, các cô chiêu cậu ấm còn nghĩ ra đủ trò để thỏa mãn thú ăn chơi của mình theo kiểu bay đàn. Họ có thể bỏ tiền ra thuê những khách sạn hạng sang, tổ chức tiệc hút hích cả ngày lẫn đêm. Và khi lượng hồng cầu tăng đột biến thì họ sẵn sàng chuyển sang thú vui mới, thú vui xác thịt. Sau mỗi đêm như vậy, các cô chiêu cậu ấm không còn là chính mình. Lúc tỉnh dậy vẫn trong trạng thái mê man. Ấy vậy mà hôm sau có cuộc vui khác, họ lại sẵn sàng lao vào tham gia. Ở quán bar, vũ trường nào cũng vậy. Cứ kiểm tra là ra các vi phạm na ná nhau. Đó là hoạt động quá giờ quy định, bán rượu mạnh không phép, ánh sáng âm thanh không đảm bảo, buông lỏng quản lý để khách hàng sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh. Mà các lỗi này chỉ phạt hành chính là cùng. Nặng lắm là đề xuất rút giấy phép, nhưng cũng chẳng làm người kinh doanh sợ hãi. Có thể thấy, hiện nay nhiều cô chiêu cậu ấm còn khá nhỏ tuổi, nhưng về chất chơi thì lại thuộc hàng ngũ những người nổi tiếng. Sự dung tiền quá tay sớm sa đà vào các tệ nạn, tự đánh mất tương lai mình. Những trò mua vui vô bổ dễ dẫn đến mầm móng tội phạm hình thành trong tương lai.